Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình rất hân hạnh mang đến cho các bạn chiếc Super Cup hàng nội địa Nhật 125. Hiện tại thì nó đã về đến cửa hàng xe Mai Duyên rồi nha các bạn. Đây là phiên bản màu đỏ. Và tất nhiên rồi, hệ thống phanh ABS. Xe này nó về là khách đã chốt luôn rồi các bạn. Một anh trai đến từ thủ đô Hà Nội. Đây rồi. Ngõ 134, đường Hòa Bình, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội ha. Anh Ngô Xuân Lâm, nếu mà anh có xem video này thì xin mời anh cho một cái bình luận ha, xác nhận xem là bên em á là có bán xe này cho anh và cái giá thế nào. Bạn tư vấn á có hợp lý hay không, có ok hay không, có nhiệt tình hay không ha. Quay trở lại chiếc xe này á thì hiện tại mình đã đem vào trong kho xe cửa hàng Mai Duyên ở đây. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Về giá bán thì mình xin phép là mình giữ lại nha các bạn. Các bạn nào quan tâm ấy, giống như anh trai này thì mình cứ alo ngay cho nhân viên để được tư vấn thật là chi tiết. Tại vì những dòng xe này á nhập từ nội địa Nhật về, nó đi qua rất là nhiều những cái hành trình, có thể nó là từ khó khăn cho tới gian khổ luôn đó các bạn ha. Thì anh Lâm ơi, một lần nữa mình xin thay mặt cửa hàng cảm ơn anh nha, anh Ngô Xuân Lâm. Cảm ơn anh rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng xe mình. Còn trở lại với xe này thì bản 125 nhập nội địa này á, chúng ta vẫn sẽ có chân chống bên. Bản châu Âu thì nó không có nha các bạn. Và mình bật mấy chút xíu là giá nó sẽ ok hơn là bản nhập châu Âu đó, giá tốt hơn nha. Và vẫn có hệ thống phanh ABS. Bây giờ mình sẽ như thường lệ thôi, đến một vài những cái thông số của xe trước cho các bạn nè. Kích thước dài rộng cao của xe lần lượt sẽ là 1915, 720 và 1000mm. Chiều dài cơ sở là trục bánh xe từ trục bánh trước, có cái vành thật là đẹp đây, kéo dài đến trục bánh sau là 1245mm. Khoảng sáng gầm là 125mm nha các bạn, tức là có khoảng sáng leo lề á. Chiều cao yên là 780 và trọng lượng là 110kg. Ok, vậy em lột luôn đi. Dễ đẹp, toàn diện. Bạn Mai đó, bạn Mai cũng là bạn tư vấn xe này ha. Kế đến nữa thì cái vỏ xe đi các bạn. Đây, để gắn liền với cái vành này á, là một cái vỏ xe 70-90. Vành á, là 17 inch nha các bạn. Vỏ sau sẽ là 80-90. Cái vành cũng là 17 inch. Đặc biệt phía trước sẽ được trang bị một cái thắng đĩa và có hệ thống phanh ABS luôn. Thì đây là cái vòng độc nè. Thì nó sẽ phát sinh thêm một cái cọng dây này. Và cọng dây này được gắn nè, các bạn thấy không, được kết nối với cái cọng dây lớn này, là cái cọng dây dây dầu á ha, rất là xịn đó các bạn. Mình có thể mở ra được nha ha, nó có móc gài. Mà nhìn nè ha, đĩa nè, rồi mâm. Các bạn thể quan sát ở đây, mâm cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn ha. Vỏ IRC luôn đó các bạn. Còn đây là khóa động cơ nè, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nha. Khóa động cơ là tuyệt đẹp rồi. Đây, động cơ đó các bạn. Siêu đẹp luôn, thật sự. Tem nè. Tem này là dung tích nhớt đó các bạn. Độc nhất rồi ha. Bẩn nè. Để mình tìm xem. Về động cơ, bình xăng đi. Thì bình xăng xe được đặt dưới yên và là 3,7 lít. Đây rồi. Và 1 lít xăng á, là do chính Honda Nhật họ công bố đi được là 71 cây số nha các bạn. Các bạn chờ mình xíu, mình quan sát kỹ lại nha. Để mình xem. À không phải các bạn, đây. Thông số nè, 67,8 km/l nha. Đây nè, ha. Đó. Cái này là của Nhật nha các bạn ha, chứ không phải là mình tra trên mạng đâu, mà là của chính trang chủ của Honda Nhật luôn. Về động cơ thì là 125 phân khối cho công suất là 9,8 mã lực tại 7.500 vòng trên 1 phút. Và cái moment xoắn của nó sẽ là 10 Nm tại 6.250 vòng trên 1 phút. Rồi thì đó là một vài những thông số của xe. Bây giờ mình sẽ quay thật là chi tiết cái xe này cho các bạn nha. Đến từ Nhật thì nó sẽ như thế nào? Mời các bạn xem màu đỏ.
Hôm trước cách đây mới một ngày, hai ngày thôi, mình có quay một chiếc màu đỏ mà bản Việt Nam nhập Thái Lan về đó các bạn. Thì đây là phiên bản màu đỏ nội địa Nhật. Mời các bạn xem màu đỏ của nó nè. Đó. Cái camera của Samsung nó đẩy màu vàng lên hơi nhiều đó. Nó không vàng vậy đâu. Nhưng mà các bạn nhìn nè. Ồ, nó chiếu nè. Ha, màu đỏ cao mây rất là nhiều. Đây, chỗ này. Đó. Tắt đèn. Đây. Nó vẫn hơi vàng hơn bên ngoài một chút nha. Màu đỏ bên ngoài nhìn nó mịn lắm. Nó mịn và nó hơi nhạt một chút xíu, tức là nó không vàng như thế này đâu. Mà nhìn kỹ nè. Rồi. Cái tem này là do mình dán vô ha các bạn ha. Mà đừng quan tâm nó nha. Xe mà nhập tư nhân á là những cái tem này không có đâu, bên mình dán vô á. Còn chiếc Super Cup mà Việt Nam nhập về á thì là do chính Honda Việt Nam mình sẽ dán cái này vô, cái nhãn năng lượng đó các bạn. Kẹp phanh nè. Nissin. Đây, vòng lọc nè các bạn, đĩa nè. Cực đẹp luôn. Một lần nữa mà các bạn quan sát là phần động cơ ha. Mình phóng to cho các bạn xem nha. Đó, mở đèn ha. Bốn góc đầu bò là bốn cái miếng lông đình đồng luôn. Rồi, ok. Rôm nha các bạn. Rất là đẹp. Các bạn nhìn nè. Đó. Bô nè. Trời ơi. Nó bóng luôn các bạn. Ha. Hết chân. Đây. Super Cup. Tiền xám nha các bạn. Mình tức quá à. Cái màu đỏ trên camera này nó vàng quá. Nó rất là vàng. Bên ngoài nó không vàng vậy đâu. Rồi, khóa thông minh hai chìa. Ồ, cái miếng này các bạn nhìn nè. Nhìn vô là thấy nó sang rồi đúng không? Bẩn nè. Tem nè. Bốn số vòng ha các bạn. Yên màu xám. Đây là cái phanh tàn trống phía sau ha, phanh đùm á. Ồ, còn những nước sơn nè. Cực đỉnh luôn các bạn. Cực đỉnh luôn. Các bạn hãy nhìn thật gần nó đi. Ha, phuộc nè. Kim loại nha. Thông tin của khách bây giờ mình rất là tiếc là mình không thể nào quay cho các bạn xem được. Nói thật, nhìn nè. Không quay được ha. Rất là tiếc luôn. Rồi, đồ nghề, sách hướng dẫn sử dụng ở trong này hết nha. Đã ra sao nè. Chrome. Về trắng bùng. Rồi bát biển số, đèn soi biển số ở đây. Chiếc phản quang. Nút để mở yên nữa các bạn. Ta nắm ở đây nữa nè ha, và ở đây. Đây là bọc sơn ha. Gấp bọc sơn nè. Made in da băng luôn nha. À, made in da băng nha. Chân chống bên nè các bạn. Đặc biệt nó có hệ thống là tắt động cơ. Các bạn vào số rồi mà các bạn đá chân chống xuống là nó tắt, đề không được luôn. Nè, nó như xe tay ga Việt Nam mình vậy đó. Xe số thì Việt Nam mình không có chiếc cái này đâu. Đây là lần đầu tiên mình thấy chiếc xe số có tích hợp cái này. Ha, rất là xịn đúng không? Mặc dù xe tay ga Việt Nam mình cũng có rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên chiếc xe số mà nó có cái này. Ha, đá chân chống tắt máy. Vô số nó mới tắt nha. Còn mà về bún no thì nó không tắt. Rồi, mình khám phá tiếp cụm ghi đông ở trên này ha. Đây, mà các bạn xem nè. Cao su nó êm lắm các bạn. Các bạn nhìn nè. Nó rất là êm.
cầm vô nó khích tay mình lắm. Cót pha, còi, xi nhan ha, cũng đồng hồ. Ồ, tao phanh nè các bạn. À, và một lần nữa, bạn nào quan tâm thì xin mời alo cho các bạn nhân viên ở đây để được tư vấn chi tiết nha. Tư vấn thêm về giá, về ship xe, giấy tờ, thủ tục luôn ha các bạn. Và một lần nữa mình xin phép thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn bạn Ngô Xuân Lâm thật là nhiều. Bạn đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng xe bên mình, những chiếc xe giá trị rất là cao, trên 100 triệu rồi. Và lại mua xe theo thức online luôn. Bên mình ship toàn quốc với phí ship là miễn phí. Nếu các bạn dẫn xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng tới thành phố Hồ Chí Minh và quay về Cà Mau là miễn phí nha. Còn ship tới Hà Nội là phí ship 500.000. Còn riêng bạn ha, anh trai thì ship tận nhà luôn. Tận nhà đó các bạn ha. Ship tận nhà, bình mình vẫn ship tận nhà cho khách được nha. Còn về chi phí thì mời các bạn liên hệ với nhân viên để tư vấn thêm ha. Đây, động cơ phim này lần nữa đi, rồi mình kết thúc video nha. Phần vô nữa các bạn. Đó, hy vọng các bạn xem thế này là đã thỏa mãn được rồi ha. Rồi. Ok ha. Mình sẽ đứng xa xa cho bạn xem một cái rồi mình sẽ kết thúc video nha. Rồi, cái này đi. Rồi, xin chào các bạn nha.